Các em thân mến, sau đây thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các em một cái bài toán thực tế nằm trong phần ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông. Đó là bài toán về tính giá điện theo bậc thang, đúng không? Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung của cái bài toán này. Ở đây thì người ta cung cấp rất là nhiều thông tin theo quyết định số 2256 QĐ-BCT ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Bộ Công Thương ban hành giá điện bán lẻ sinh hoạt từ 16 tháng 3 năm 2015 và được điều chỉnh như sau. Ở đây chúng ta có bảng theo bậc từ bậc 1 đến bậc 6 và giá điện cũ cũng như giá điện mới. Biết rằng là tháng 1 năm 2015 thì hộ nhà bác Hùng tiêu thụ hết 165 kWh và bác Hùng phải trả bao nhiêu tiền? Và người ta nhấn mạnh là ở đây chúng ta chỉ cần tính cái tiền mà chưa kể thuế VAT. Tiếp theo phần B thì là tháng 7 năm 2016. Ở đây chúng ta có hai cái mốc thời gian chúng ta cần lưu ý là tháng 1 2015 và tháng 7 2016. Thì bác Hùng đã trả tiền sử dụng điện sau thuế là 307.221,2 đồng. Hỏi lượng điện mà bác Hùng tiêu thụ trong tháng 7 là bao nhiêu? Biết rằng là tiền thuế VAT là 10%. Rồi, như vậy là cùng với cái phần trước đó thầy hướng dẫn, cái bài trước đó thầy hướng dẫn về giá điện bậc thang thì đây là hai cái dạng. Với hai cái phần AB này thì nó là hai cái dạng toán khác cũng liên quan đến phần này. Một phần là cho biết trước lượng điện tiêu thụ và chúng ta cần phải tính cái số tiền, đúng không? Và ở bên dưới này chúng ta có là người ta cho sẵn số tiền và đương nhiên là chúng ta biết giá ở bên trên rồi thì chúng ta cần tính là cái lượng điện tiêu thụ. Đấy. Và hơn nữa ở đây chúng ta còn có hai cái mốc thời gian mà chúng ta cần để ý, đó là tháng 1 và tháng 1 năm 2015 và tháng 7 năm 2016. Hai mốc thời gian này sẽ liên quan đến cái áp dụng cái giá mới hay là giá cũ. Bây giờ thì chúng ta cùng thầy trình bày cái bài toán này. Trước hết là chúng ta sẽ trình bày lời giải của bài toán này cho phần A. Chúng ta nhìn vào phần A. Thì ở phần A chúng ta đã biết là nhà bác Hùng này tiêu thụ 165 kWh. Đấy. Thế thì với 165 kWh thì số điện này sẽ được tính, tức là giá ấy, sẽ được tính ở 3 mức, bậc 1, bậc 2 và bậc 3. Chúng ta để ý điều này. Thế thì ở đây thầy sẽ có được là thầy sẽ gộp luôn, bởi vì giá ở đây nó có rồi nên là chúng ta sẽ gộp luôn nhé. Số tiền bác Hùng phải trả trong cái tháng 1 năm 2015 2015. Ở đây thì chúng ta lưu ý là số tiền này là chưa kể thuế nhé. Chưa bao gồm có thuế. Số tiền này thì sẽ được tính như sau. Ở đây chúng ta lưu ý này. Chúng ta quan sát nhé. Mức 1 là từ 0 đến 50 số, đúng không ạ? Đến số thứ 50 ạ. Và từ bước 2 từ 51 đến 100 và mức 3 từ 101 đến 200. Và đây là trong tháng 1 thì vẫn áp giá điện cũ, tức là ở đây mức 1 thì tính với giá là 1.388 đồng, mức 2 là 1.433 đồng và mức 3 là 1.660 đồng. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ tính cho thầy như sau, cách tính như sau. Các em sẽ tính cho thầy 50 số đầu tiên thì nhân với giá là 1.388. Tiếp theo, 50 số tiếp theo là từ số 51 đến số 100 ấy, thì sẽ được tính với giá là 1.388.
1.433 đồng. Vậy khi đó thì còn lại, bởi vì 165 số mà, còn lại thì sẽ là 65 số. Đấy, sẽ nhân với giá ở mức 3, đó là 1.660. Đấy, thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính này, chúng ta sẽ được kết quả như sau. Chúng ta sẽ được kết quả là 248.950 đồng. 248.950 đồng. Đấy, đây là số tiền mà chưa kể thuế mà bác Hùng phải trả ở tháng 1. Và chúng ta chú ý là cách làm ở đây là áp dụng cái biểu giá điện cũ. Tiếp theo thì chúng ta cùng với thầy chuyển qua cái phần thứ hai, phần B. Phần B thì các em sẽ tính cái số điện khi mà biết cái tiền thuế, số tiền mà phải trả, đúng không ạ? Chúng ta tính cái lượng điện tiêu thụ. Thế thì để tính được cái lượng điện tiêu thụ này, chúng ta sẽ phải làm như sau. Bây giờ thì trước tiên ấy, chúng ta cần biết là với cái số tiền như thế này á, thì nhà bác Hùng này dùng đến mức bao nhiêu? Dùng đến mức bao nhiêu? Đấy. Thế thì để tính được ấy, chúng ta sẽ tính cho thầy thứ nhất là ở mức thứ nhất, tức là ở bậc 1 kia kìa. Đấy, thì số tiền phải trả ở bậc 1 sẽ là chúng ta lấy 50, đúng không ạ? Lấy 50 này. Sau đó chúng ta nhân với lại 1388, 1.388 đồng. Thì khi đó chúng ta sẽ được cái kết quả như sau. 50 nhân với 1388. Chúng ta sẽ được kết quả là 60. Xin lỗi các em. Ở đây chúng ta phải tính theo giá điện mới, bởi vì là tháng 6 mà. Đấy. Thì chúng ta sẽ phải tính là 1481. Đấy, chúng ta sẽ phải nhân với 1481 nhé. 50 này nhân với lại 1481. Kết quả là 74.050 đồng. Đấy. Với cái giá tiền này thì rõ ràng là chúng ta thấy là nhà bác Hùng đã phải trả hơn 300 nghìn. Nên là số tiền này chúng ta sẽ không chỉ là ở dừng ở mức 1 được. Có nghĩa là lượng điện tiêu thụ của nhà bác này sẽ phải vượt qua con số 50. Đúng không? Tiếp tục, chúng ta sẽ tính tiếp ở mức số 2. Số tiền phải trả ở bậc 2 đấy, thì chúng ta sẽ lấy cái con số là 74.000. Ở đây là chúng ta tính là tính chưa kể thuế nhé, các bạn nhé. Đấy, chúng ta cứ tính chưa kể thuế đi, tính thuế vào chúng ta sẽ tính sau, 050 đồng. Sau đó thầy sẽ tính riêng cái mức bậc 2 thôi nhé. Ở đây thầy sẽ tính riêng cái bậc 2. Đấy, riêng bậc 2 thì chỉ cần lấy 50 này nhân với lại 1533, 1.533 đồng. 50 nhân với 1.533 đồng. Kết quả đây được 76.650 đồng. 76.650 đồng. Với cái số tiền này cộng với cái số tiền ở bậc 1, đúng không ạ? Thì rõ ràng là nó chưa vượt qua được cái con số 307. Có nghĩa rằng là số tiền nhà bác số số sử dụng nhà bác này ít nhất phải ở bậc 3. Đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ tính tiếp cái số tiền ở bậc 3 này. Số tiền phải trả
Thầy nhắc lại là ở đây chúng ta đang tính là chưa kể thuế ở bậc thứ ba. Chúng ta tính số tiền phải trả ở bậc 3 là bậc 3 thì chúng ta tính đầy đủ, tức là lấy một hẳn 100 số. Sau đó chúng ta lấy nhân với lại mức giá ở đây là 1.786 đồng. Nhân với lại 1.786 đồng. Khi đó thì chúng ta được là 178.600 đồng, đúng không? Rõ ràng là với hai cái con số này thì chúng ta thấy là tổng số tiền phải trả khi dùng ở ba bậc này, đúng không? Ở bậc thứ ba. Đấy, chúng ta có tổng số tiền. Tổng số tiền phải trả ở đây là khi dùng ở ba bậc nhé, khi dùng hết bậc 3. Thì chúng ta sẽ phải lấy tổng của ba cái số này, tức là chúng ta có 74.050 đồng này, chúng ta cộng với lại 76.650 đồng này, cộng với 178.000 600 đồng. Đấy, thì được kết quả ở đây là chúng ta có được tổng số tiền là 329.300 đồng. Và con số này nó vượt quá cái con số mà ở đây nhà bác này phải trả là đã bao gồm cả cái thuế đấy, đúng không? Đấy, nó lớn hơn 300. Thầy sẽ viết lùi xuống dưới này. Đấy. Đây. Ta sẽ kéo lùi lên đây để các bạn dễ nhìn nhé. Rồi. Ở đây chúng ta thấy là vì cái 329.300 đồng này nó lớn hơn cái số tiền mà phải trả trong tháng này là 307.221 đồng, 21,2 đồng. Nên rõ ràng là nhà bác này chỉ dùng ở bậc 3 thôi, đúng không? Nên nhà bác Hùng dùng điện ở bậc 3. Dùng điện ở bậc 3. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ gọi số điện đến là x chẳng hạn, hoặc là nếu bạn nào không thích gọi thì các bạn có thể dùng cái phép trừ luôn để cho chúng ta dễ làm. Còn nếu gọi thì chúng ta sẽ dễ xử lý hơn, đúng không? Đấy, thì thầy cũng theo một cái thói quen, thầy sẽ gọi ẩn luôn. Gọi cái lượng điện tiêu thụ. Gọi lượng điện tiêu thụ nhà bác Hùng ở tháng 7 năm 2016. Ở tháng 7 năm 2016 là x, và đơn vị ở đây là kWh. Đương nhiên là chúng ta cũng cần phải x ở đây, rõ ràng là chúng ta phải thấy là nó bậc 3 đúng không? Nó sẽ phải lớn hơn 100, lớn hơn 100. Đấy. Và nó nhỏ hơn, x ở đây sẽ phải lớn hơn 100, lớn 100 số và nhỏ hơn
Ở đây chúng ta xem cái đây, nó phải nhỏ hơn 200 số đúng không? Nhỏ hơn 200 số. Tiếp theo là chúng ta sẽ tính cái số tiền phải trả bao gồm cả thuế nhé. Số tiền phải trả bao gồm cả thuế. Mà bác Hùng phải trả bao gồm cả thuế sẽ là chúng ta sẽ lấy cái lượng điện tiêu thụ, tức là nếu mà tính như bình thường ấy thì các bạn cũng vẫn giống như ban nãy thôi. Chúng ta sẽ cộng lại từ cái 74, đấy, thầy sẽ viết luôn nhé, là mức 1 thì là 74.050 đồng. Chúng ta lấy 50 nhân với giá đấy, 50 số nhân với giá, và mức 2 là 76.650 đồng đấy. Và cộng với, thế thì đến đây chúng ta sẽ phải nhân lấy x này, trừ đi 100. Sau đó chúng ta nhân với giá ở đây là 1.786 đồng. Và ngoài ra thì chúng ta phải còn nhân với lại tiền thuế nữa. Tức là chúng ta có 110%. Đấy. Thầy sẽ không lý giải vì sao lại là 110% nữa nhé. Các bạn sẽ tự tính, bởi vì trong video giao trước thầy đã hướng dẫn rồi. Vì ra tổng số tiền là 307.221,2 đồng. Đấy, chúng ta sẽ ra được cái kết quả như vậy. Chúng ta sẽ giải cái phương trình này để tìm ra. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ cộng nó lại đã, đúng không? Rồi. Chúng ta có được tổng hai thằng này là 150.700 đồng. Chúng ta cộng với lại x trừ đi 100 nhân với lại 1.786 thì bằng ở đây là 307.221,2 mà chia cho 110%. Chúng ta chú ý cái phép tính này. 150.700 đồng cộng với x trừ đi 100 nhân với lại 1.786 sẽ bằng 100. Nhân với 1.786 thì bằng 2.792 này, 279.292 đồng. Chúng ta trừ đi 150 thì sẽ là 128.592 đồng. Sau đó chúng ta có được x trừ 100 thì bằng 128.592 đồng này chúng ta phải chia cho 1.786. Đấy, thì kết quả ở đây chúng ta sẽ ra được là x trừ 100 bằng 72. Hay nói cách khác là x ở đây chúng ta tìm được bằng 172. Sau đó là chúng ta sẽ kết luận vậy. Trong tháng 7 năm 2016 thì nhà bác Hùng dùng hết 172.000 à 172
kWh. Ở đây chú ý một điều nữa là chúng ta sẽ phải có cái điều kiện ở đây. Thì thường là chúng ta tính số điện ấy là số tự nhiên, nên các em sẽ phải viết vào đây là x thuộc n, viết x thuộc n sao cũng được. Rồi, như vậy là thầy đã hướng dẫn các em làm xong cái bài toán về giá điện bậc thang. Thì ở đây nó là bao gồm có, thực tế nó bao gồm có hai cái bài toán khác nhau. Thì các em cố gắng là theo dõi và tìm hiểu kỹ các cái thông tin ở từ bài toán này để áp dụng sang các bài toán khác.